Alexander Wang, tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới là ai? Vừa qua, Jeff Bezos và Elon Musk có một công nghệ mới đầy tham vọng đang xuất hiện và công ty của Alexander Wang trị giá 7,3 tỷ đô la Mỹ, mặc dù anh ấy mới 25 tuổi. Alexander Wang, doanh nhân công nghệ và người sáng lập CEO của Scale AI, gần đây đã gây chú ý trên toàn cầu khi trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi ở tuổi 25. Vậy chính xác thì tỷ phú trẻ người Mỹ gốc Á này là ai và anh ta đã làm nên tài sản của mình như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé! Alexander Wang bỏ học đại học để thành lập công ty. Wang bắt đầu theo học bằng cử nhân toán học và khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts, hay còn gọi là MIT. Vào mùa hè sau khi hoàn thành năm thứ nhất tại trường đại học danh tiếng ở New England, anh bắt đầu Scale cùng với Lucy Guo, một người bạn công nghệ trẻ tuổi. Theo Forbes, hai nhà đồng sáng lập đã gặp nhau khi cả hai cùng làm việc tại nền tảng hỏi đáp Quora. Bộ đôi doanh nhân bắt đầu kinh doanh với vốn đầu tư từ công ty hỗ trợ khởi nghiệp Y Combinator của Mỹ. Khi bắt đầu chương trình Scale, Wang kể lại với Forbes, tôi đã nói với bố mẹ rằng đây chỉ là một việc mà tôi đã làm trong mùa hè. Rõ ràng tôi chưa bao giờ quay lại trường học. Alexander Wang sở hữu tài sản trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, công ty của Wang đã nhận được khoản tài trợ đầu tư khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Sự hỗ trợ tài chính này cùng với thực tế là Scale đã đạt doanh thu 100 triệu đô la Mỹ, đã định giá công ty của doanh nhân trẻ lên tới 7,3 tỷ đô la Mỹ. Nhờ vào 1% cổ phần của ông trong công ty, Forbes do đó đã ước tính rằng giá trị tài sản ròng của ông hiện là 1 tỷ đô la Mỹ. Không quá tệ đối với một người 25 tuổi. Trên thực tế, tại thời điểm hiện tại, Alexander Wang được xếp hạng thứ 2534 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Alexander Wang xuất thân từ một gia đình khoa học. Năng lực khoa học và công nghệ của vị tỷ phú trẻ tuổi này có lẽ một phần là do nền tảng gia đình của anh ta. Lớn lên ở New Mexico, cha mẹ của Wang đều là nhà vật lý làm việc trong các dự án cho quân đội Mỹ, theo Breitbart. Rõ ràng, Alexander Wang đã thừa hưởng một trí tuệ mạnh mẽ. Wang thường xuyên tham gia các cuộc thi toán và mã hóa ở trường. Vào năm 17 tuổi, khi hầu hết các học sinh trung học có khả năng chuẩn bị cho hành trình tiến tới trường đại học, và hơn thế nữa, Wang đã viết mã toàn thời gian cho Quora. Alexander Wang đã được giới thiệu trên Forbes. Trước khi đạt được danh hiệu đáng chú ý là tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, Wang đã được ghi tên vào danh sách 30 dưới 30 tuổi năm 2018 của Forbes. Danh sách hàng năm giới thiệu những doanh nhân trẻ mới nổi, những ngôi sao, những nhà lãnh đạo tư tưởng và những bộ óc sáng giá trong một loạt các ngành và lĩnh vực khác nhau. Wang và người đồng sáng lập Scale của anh ấy là Lucy Guo được đưa vào danh sách được đánh giá cao trong hạng mục công nghệ doanh nghiệp. Công nghệ của công ty Alexander Wang được hơn 300 công ty sử dụng. Theo trang giới thiệu của Scale trên trang web công ty của họ, tổ chức có mục tiêu đẩy nhanh sự phát triển của các ứng dụng AI. Theo tạp chí Fortune, Scale AI giúp các doanh nghiệp đối phó với việc chuẩn bị dữ liệu cần thiết để đào tạo các hệ thống AI. Là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này, tính hữu dụng của nó trải dài trên nhiều ngành, từ chính phủ và ô tô tự lái đến lập bản đồ, người máy, thực tế ảo và quân sự. Scale hiện đang tặng miễn phí công nghệ của mình để giúp phân tích các hình ảnh vệ tinh về tác động của các cuộc tấn công và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Như Quang đã nói với Forbes, mọi ngành công nghiệp đều sử dụng một lượng lớn dữ liệu. Mục tiêu của Scale là giúp họ mở ra tiềm năng của dữ liệu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ bằng AI. Công nghệ của Scale thành công và có giá trị đến mức dịch vụ ấn tượng của nó đã được hơn 300 công ty và tổ chức sử dụng. Một số tên tuổi lớn sử dụng công nghệ của công ty Quang bao gồm General Motors, PayPal, Toyota, Sharp, Leaf và quân đội Mỹ.